Xin chào các bạn, hôm nay Mr. Lộc TV sẽ nói về điều gì? Mr. sẽ nói về chủ đề khám phá tháp bánh ít của người Champa ở quê hương Bình Định chúng tôi. Khám phá tháp bánh ít và nét đẹp kiến trúc của người Champa ít khi bạn biết. Nào xin mời bạn subscribe, ủng hộ kênh chúng tôi. Kiến trúc người Champa còn sót lại khắp Việt Nam. Người ta thường nghĩ ngay đến miền Trung còn có di tích lịch sử tại Bình Định, nơi ẩn giấu dòng thời gian đã qua. Tháp Bánh Ít là một trong những cụm tháp lâu đời nhất và là điểm dừng chân mà khách du lịch đến Bình Định nhất định không thể bỏ qua nơi này. Tháp Bánh Ít nằm tại thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Toàn bộ quần thể có tất cả 4 tháp nằm trên một ngọn đồi, nhìn từ xa cụm tháp trông giống như bánh ít, một loại đặc sản ở Bình Định. Ấy thế nên người dân địa phương gọi nơi đây là tháp bánh ít. Ngoài ra tháp còn có tên gọi khác là tháp bạc. Tháp được xây dựng vào thế kỷ thứ 11 đầu thế kỷ 12. Một nhóm tác giả người Anh đã đưa tháp bánh ít vào công trình kiến trúc mà bạn nhất định phải ghé thăm để ta khám phá nơi này. Tháp bánh ít là di tích Chăm xưa cổ, có lối kiến trúc đa dạng và rất phong phú, mang tầm ảnh hưởng của nghệ thuật của người Champa, nhưng vẫn có nét tâm linh tại nơi này. Tháp Bánh Ít nằm gần kề quốc lộ 1A nên du khách hoàn toàn dễ dàng để di chuyển đến thăm trong hành trình khám phá tháp tại Bình Định của chúng tôi. Tháp chính có kích thước lớn nhất và nằm ở vị trí trung tâm trên ngọn đồi, xung quanh là 3 tháp nhỏ. Tháp chính cao chừng 20m, riêng phần cổng đi vào nhô ra bên ngoài thêm 2m. Được trang trí các họa tiết để cho chúng ta khám phá và tìm hiểu về di tích lịch sử của người Champa. Dù là những cột giãn trên bức tường hay mái vòm trên cao thì bàn tay phù điêu nghệ nhân của tháp vẫn giữ cho nét bí ẩn tồn tại thời gian. Mái tháp được xây khá kỳ công và nhỏ dần về phía trên. Nhìn từ xa, nhìn toàn tòa tháp tượng như ngôi đình ở trên núi cao, còn ra bức tượng đá tạc thần Shiva ngồi trong tháp bánh ít. Bức tượng này được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Với hình ảnh thần Shiva ngồi tọa thiền, trải qua bao năm lịch sử, đến nay bức tượng không còn giữ được hình dạng nguyên vẹn, nhưng giá trị văn hóa tín ngưỡng và tâm linh. Nếu bạn có dịp đến Bình Định chúng tôi, bạn hãy đến khám phá nhiều hơn về lịch sử của tháp bánh ít Bình Định của chúng tôi. Tôi chúc bạn một hành trình khám phá thành công. Bộ sưu tập ảnh này được thực hiện tại thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định của tác giả Mr. Lộc TV sưu tầm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bạn subscribe, ủng hộ kênh chúng tôi.